Kính thưa bác, thiền gia soạn giả Nguyễn Nhân, viện chủ kiêm trưởng ban quản trị chùa Thiền Tông Tân Diệu Long An, chúng cháu là những nhóm người ở Vũng Tàu thường xuyên lên mạng nghe bác trả lời tất cả những câu hỏi của tất cả độc giả gần xa về pháp môn thứ sáu đạo Phật. Theo cháu, đây là một phương pháp pháp môn rất đặc biệt của Đức Phật dạy cho loài người sống vào thời kỳ văn minh nguyên tử 4.0. Đức Phật sử dụng những danh từ của người văn minh. Vì vậy, cháu thấy những người sống ở thời kỳ đồ đồng hay thời kỳ văn minh 4.0 mà có kiến chấp nặng thì cũng không thể nào hiểu nổi được pháp môn thứ sáu này. Pháp môn thứ sáu Đức Phật gọi là Đạo Phật Khoa Học Thiền Tông Việt Nam. Pháp môn thứ sáu này rất thích hợp đối với người sống ở thời kỳ văn minh nguyên tử 4.0 như chúng cháu. Nhân dịp bác đến thành phố Vũng Tàu có việc, chúng cháu biết nên có tổ chức ở phòng nà nhỏ. Mời bác đến sẵn dịp, chúng cháu xin hỏi bác một số câu hỏi thuộc về lĩnh vực pháp môn thứ sáu là thiền tông học này. Vậy, xin bác giải thích giúp chúng cháu. Xin cảm ơn bác nhiều. Cháu xin đặt câu hỏi đầu tiên. Cháu xin tự giới thiệu. Cháu tên là Trần Hùng Oanh, ở số nhà 8K2 Trung tâm Thương mại, phường 7 thành phố Vũng Tàu. Câu hỏi thứ nhất của cháu là: thưa bác, người thời khoa học 4.0 này tu làm sao để không bị lạc hậu? Thưa bác. Để trả lời câu hỏi của cháu đó, đạo bất cứ đạo nào cũng vậy, nhưng cái thời kỳ đồ đồng thì người ta dạy, khác. Mà thời cái đời nguyên tử thì dạy khác. Vậy là vì cái đời nguyên tử đó người ta hiểu về nền văn minh không gian, thì tất cả những cái đạo mà thời kỳ đồ đồng đó, phần nhiều không còn thích hợp. Vì thế mà cái đạo Phật Khoa Học Thiền Tông Việt Nam được công bố ra tại nước Việt Nam, đây là cái đạo rất khoa học tuyệt đối và giải thích được tất cả những gì mà hữu hình và vô hình có ở trái đất này. Thì bây giờ cháu hỏi cái câu đầu á, là hỏi cái gì? Có hỏi cho rõ lại, chú sẽ trả lời cho con. Cháu xin hỏi lại, nhắc lại cái câu này. Người thời khoa học 4.0 này tu làm sao để không bị lạc hậu, thưa bác? Bây giờ người 4.0 mà tu không bị lạc hậu thì phải có cái tiêu chuẩn như thế này nè. Anh phải là người có trí tuệ sáng suốt, mà hiểu về nền văn minh không gian. Tin bất cứ cái gì thì phải kiểm chứng rõ ràng, chứ không mù mờ. Mà có thuận lý với khoa học không thì mới đúng. Còn nếu mà cháu tu mà không kiểm chứng được cái chuyện mà mình tu của mình đó, là cháu tu không đúng. Vì thời buổi 4.0 này, người bất cứ làm việc gì không phải là cái đạo không đâu, kể cả làm việc nữa, làm bằng trí tuệ khoa học thì làm mới đúng, bắt kịp với nền văn minh không gian được. Còn nếu mà cháu không có cái trí tuệ khoa học thì đừng có mong làm bất cứ cái chuyện gì, kể cả đạo. Rồi cháu hỏi tiếp đi. Cảm ơn bác. Câu hỏi thứ hai cháu đặt ra là: tại sao có danh từ Đạo Phật Khoa Học Thiền Tông Việt Nam, thưa bác? Ông Thích Ca đó, ông dạy đạo là có 6 pháp môn tu. Mà cái pháp môn thứ 6 này nè, ông cho công bố tại nước Việt Nam. Vì thế mà có danh từ Đạo Phật Khoa Học Thiền Tông Việt Nam. Chữ thiền tông này là nó đi theo cái thiền đặc biệt này, đi theo cái dòng thiền của nó thì gọi là thiền tông. Mà nó công bố ra tại nước Việt Nam nên gọi là Đạo Phật Khoa Học Thiền Tông. Chim vô chậu chữ khoa học thì tất cả những gì mà cái đạo này nói ra hoàn toàn chứng minh bằng khoa học, chứ không phải mù mờ, chứ không phải đặc biệt nha. Cái thiền tông này không có hiển linh và không có mù mờ. Vì thế mà cái danh từ Đạo Phật Khoa Học Thiền Tông nó mới ra đời tại nước Việt Nam mình.
Rồi, cháu hỏi tiếp đi. Dạ, cảm ơn bác. Câu hỏi thứ ba cho đặt là: người tu theo đạo Phật khoa học Thiền Tông Việt Nam tu như thế nào thưa bác? Bây giờ đó, mình nói mình tu là nói cái chuyện là cho thế gian thôi, chứ sự thật cái đạo Phật khoa học Thiền Tông nó không có tu, mà chỉ tìm hiểu và thực hiện cho đúng, thấy không? Chứ tu là nói về vật lý, tu đạo theo cái vật lý thì gọi là tu. Còn nếu mà đạo Phật khoa học Thiền Tông học hiểu biết hành để đạt được cái mục đích của nó, học hiểu biết hành đạt được mục đích đó là gọi là đạo Phật khoa học. Nó cái nó khác hẳn với cái các đạo khác là cái chỗ này. Rồi cháu hỏi tiếp. Dạ, cháu có hỏi tiếp. Xin bác phân tích vài thứ mà người tu theo đạo Phật khoa học Thiền Tông Việt Nam đề cập đến thưa bác. Bây giờ cái đạo Phật khoa học Thiền Tông Việt Nam này nói gì cũng bằng khoa học. Ví dụ chẳng hạn như ngày xưa người ta, chính bây giờ nè, người ta không biết trái đất hình thành như thế nào, mà giờ ông Phật ông nói rõ ràng tuần tự hình thành trái đất phải 8 cái công đoạn, 10 triệu năm mới thành một chiếc đất được. Còn về cái thân người cũng vậy, chứng minh bằng khoa học luôn. Mà đặc biệt con người có cái tánh người, chưa có cái tôn giáo nào giải thích được cái tánh người. Mà đạo Phật khoa học Thiền Tông Việt Nam nó giải thích cái tánh người rất rõ ràng, nghe không? Thành ra nếu mà cháu cái này thì không thể nói dài được, để trả ngắn gọn, còn ấy thì cháu phải nghiên cứu vào trong cái bộ sách, các bộ sách viết về Thiền Tông thì cháu sẽ rõ hơn. Rồi cháu hỏi tiếp đi. Dạ, cảm ơn bác. Câu hỏi thứ năm cháu đặt là: thưa bác, người tu mà nghe ai nói gì cũng tin, gọi người đó bằng gì thưa bác? Nếu người tu mà nghe ai nói về cũng tin thì nói danh từ cho nó văng qua chút là không sáng suốt. Chứ sự thật người đã dấu, nghe không? Bởi vì con người mình phải trí tuệ, làm cái gì, tu cái gì, mình phải bằng trí tuệ. Chứ nghe ai nói gì cũng tin thì người ta nói mình không sáng suốt, chứ sự thật cái danh từ nó nặng hơn. Nhưng mà không thể nói cho đại chúng biết được, nghe không? Rồi, cháu hỏi tiếp đi. Dạ, cảm ơn bác. Câu hỏi tiếp, cháu hỏi là: thưa bác, đạo Phật khoa học Thiền Tông Việt Nam dạy trái đất này là nơi sinh ra, nhân quả luân hồi. Vậy, chúng cháu tu làm sao khỏi bị nhân quả luân hồi, thưa bác? Nói về nhân quả luân hồi đó thì nói đúng, người ta không có hiểu về nhân quả luân hồi người ta mới tu. Chứ trái đất này nè, bác đưa thí dụ cho con này nghe thấy nè. Thí dụ bác đi vào, con đi vào trong cái lồng quay to đó, con ngồi trong làm sao con thoát ra được cái lồng này, nó quay mà làm sao thoát? Đây là cái chứng minh rằng đạo ở trong thế giới này muốn thoát ra cái quy luật này không tu, mà tìm con đường chui ra, mà tìm bằng con đường trí tuệ, chứ không phải mê tín đó. Bây giờ đưa cái thí dụ này hỏi, ví dụ giờ cái lồng nó quay nó to vậy, giống như bây giờ cái đu quay vậy, nó đang quay vậy, con làm sao con ngồi đó còn tu, con văng đi ra ngoài hoàn toàn không được, mà con phải tìm cách đi thoát ra cái quy luật này, thấy không? Vì thế mà đạo Phật khoa học Thiền Tông Việt Nam không cho tu, mà cho tìm hiểu và thực hiện cho đúng cái đường đi ra. Mà trong đạo Phật nó gọi là đường về Phật giới là cái chỗ này nè. Rồi con hãy tiếp đi. Dạ, con xin hỏi thêm một cái câu hỏi này. Thưa bác, chúng con biết là tất cả mọi con người đều có tánh Phật. Thì khi mà muốn vào được cái trái đất thì có tự đi vào được không, hay là phải có một Phật giới dẫn vào, rồi lại một Phật giới lại phải dẫn ra thì mới biết đường ra? Bây giờ con mới muốn đi hiểu cái này nè, thì con phải hiểu cái tánh người là cái gì, tánh Phật là cái gì. Ở bên Phật giới đó, tánh Phật giống như một cái trứng cá, nó có thể đi được không? Hoàn toàn không đi được. Mà chỉ trong trứng cá đó người ta gọi là cái tánh, thấy, nghe, nói, biết thôi, mà hoàn toàn không đi được. Mà nó đi dao động theo cái rung động của điện từ quang thôi, thì không được. Vì thế mà tánh Phật muốn vào thế giới này thì phải nhờ một vị thần ôm đi vô, đi theo trung tâm vận hành đi vô.
chứ không phải là không phải trách nhau nữa. Mà khi đi ra rồi thì nhờ cái trung ấm thân nó đưa đi, nó bay, nó bắt đầu vô đây nó bay được, theo vật lý nó bay được, phải một vị Phật dẫn về. Vô không phải đơn giản đâu, vô thì phải có công thức vô, ra phải có công thức ra, chứ không phải là muốn vô vô, muốn ra ra. Vì thế giới vật lý này nếu mà phân tích cho rõ không ai hiểu nổi cái gì cái thiền tông này đây. Mà cũng may đó là thiền tông mới công bố nó được 3 năm rồi, nó cũng được một số người hiểu, thì cũng may mắn cho cái pháp môn thiền tông này. Chứ sự thật á, pháp môn thiền tông này không thể công bố trong cái cơn giông bão được. Trái đất này là gọi là giông bão vật lý, giông bão âm dương, không thể công bố cái này được. Mà cũng may mắn là công bố được một phần nhỏ rồi đó. Thì con hỏi tiếp đi, thắc mắc gì hỏi tiếp đi. Dạ con cảm ơn bác nhiều ạ, con đã hết câu hỏi ạ, con cảm ơn bác. Rồi cảm ơn con hiểu, con hỏi.